chiến lược đẩy hàng hóa rẻ tiền tạo số lượng lớn đơn ở đây chúng ta sẽ học được cái cách để mà tạo ra được những bài viết bán hàng hay là tạo ra được một hệ thống làm sao cho đẩy được càng nhiều đơn càng tốt phải không ạ đầu tiên thì yếu tố thành công của nó là gì chúng ta sẽ có 6 yếu tố để thành công trong cái chiến lược này thứ nhất đó chính là bắt trên hàng hóa hoặc tìm được hàng độc nhưng chạm nỗi đau bắt trên hàng hóa tức là tại một thời điểm nhất định bạn sẽ bắt được một cái xu hướng hàng hóa cực kỳ mạnh mẽ có nhu cầu mua cực lớn Tôi ví dụ một chút nhá. Tại thời điểm trung thu ấy có nhu cầu mua bánh trung thu và quà biếu rất là cao đúng không ạ? Tết cũng như vậy. Tết thì chúng ta có thể bán được những sản phẩm về hoa quả cũng là một cái cách gọi là chen hàng hóa cực kỳ khủng khiếp. Ví dụ là sản phẩm mà tất cả mọi người đều có mong muốn mua hoa quả là chuối này, bưởi này, hay là quả phật thủ cũng là cái cách để chúng ta bắt được cái chen. Hay tại một thời điểm những ngày lễ tình nhân hay ngày lễ tình yêu chẳng hạn thì số lượng bán những sản phẩm quà lưu niệm hay là hoa hay là hoàng vàng rất là cao đó thì uh, thứ hai là tìm được hàng độc ở trong phần 1 này tức là uh, hàng độc có nghĩa là hàng mà chưa xuất hiện tại Việt Nam hoặc xuất hiện rất ít nhưng nhu cầu cực kỳ cao và cực kỳ lớn phải không ạ? thì thì sẽ tạo ra được một cái sản phẩm cũng như chiến lược bán được rất nhiều đơn yếu tố thành công thứ hai trong phần này đó chính là giá sản phẩm rẻ vượt ngưỡng mong đợi hoặc tốt vượt mức rẻ vượt ngưỡng mong đợi là số tiền khách hàng bỏ ra sẽ ít hơn so với việc là giá trị khách hàng nhận lại được sau khi sử dụng sản phẩm. Chúng ta cần phải tìm hàng hóa như vậy. Ví dụ, à, mua một chiếc điện thoại di động có rất là nhiều chức năng nhưng mà giá của nó chỉ vài trăm nghìn thôi, cũng là một cái sản phẩm sẽ bán được rất nhiều đơn. Đó. Hoặc là giá trị tốt vượt ngưỡng mong đợi của họ. Là với số tiền họ bỏ ra ít đỏ như vậy mà cái những điều họ nhận lại được sẽ nhiều hơn những gì họ mong muốn. Đó chính là phần số 2 phần số 3, yếu thành công thứ ba là là người gần như đi đầu trong lĩnh vực gần như đi đầu trong lĩnh vực là chỉ mình bạn bán cái sản phẩm này tại Việt Nam thôi hầu hết là không có người bán có thể bạn sản xuất ra nó hoặc bạn độc quyền nó tại một uh, lĩnh vực nhất định độc quyền mỹ phẩm độc quyền về thuốc độc quyền về vô vàn sản phẩm khác hoặc tạo sản xuất ra ví dụ là sản xuất ra uh, áo thun này sản xuất ra cốc hay là sản xuất ra những uh, đồ chơi quả lưu niệm độc đáo khác được chưa? Yếu tố thành công thứ tư là có nguồn hàng nắm nguồn hàng độc quyền duy nhất hoặc ít người bán. Ở đây cũng gần tương tự như phần số 2 số 3 thôi. À, không có thằng nào bán, không có thằng nào đang đánh trên thị trường chúng ta. Chúng ta thường hay nghe nói tới gọi là hai chiến lược là chiến lược đại dương xanh và đại dương đỏ phải không ạ? À, đại dương xanh chính là cái nơi mà chúng ta tìm ra được lỗ hỏng thị trường mà hầu hết đối thủ ở ngoài kia họ không đánh được. Đại dương đỏ là cái nơi chém giết nhau ở đấy Chết Đập Rồi là giảm giá Rồi nhiều chiến lược bẩn thỉu khác Phải không ạ? Đấy Đấy là phần số 4 Phần số 5 là chạy theo xuống Tại một thời điểm Xu hướng tại một thời điểm có thể là xuống về xã hội này Kinh tế này xuống về phim ảnh này Ở à, Ví dụ như sản phẩm kính dành cho những cái người nổi tiếng ở Hàn Quốc ấy Sau khi bộ phim lên, lên hay là những cái bộ cái, cái, cái clip trình diễn âm nhạc Hàn Quốc lên rất là nhiều thì giới trẻ Việt Nam mua rất nhiều loại kính màu sắc như vậy cũng là một cái việc là nắm bắt theo xu hướng tại một thời điểm đúng không ạ cái yếu tố cuối cùng thành công là cầu lớn và cung siêu ít nhu cầu rất là cao nhưng mà hầu hết những đối thủ đều không thể phục vụ được hoặc là hầu hết chẳng qua phục vụ hết bạn phục vụ được cái lỗ hỏng thị trường như này cũng là đại dương xanh để chúng ta bán sản phẩm vậy thì để mà tạo ra được chiến lược ấy chúng ta sẽ có bốn cái cách 4 cái điều chú ý sau đây để tạo được chiến lược này Thứ nhất đó là lập số lượng fanpage nhiều Từ 5 đến 10 fanpage chạy content Phủ toàn bộ thị trường tại Việt Nam Tức là chúng ta sẽ tạo ra nhiều fanpage khác nhau Tuy nhiên cái tên thương hiệu nó vẫn giữ Ví dụ các bạn có tên thương hiệu A Đằng sau tiền tố của nó là Ví dụ là uh, A này Bán mỹ phẩm tại Hà Nội, tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh Cũng là cách chúng ta tạo ra nhiều tên fanpage khác nhau hay là a à, mỹ phẩm à, trắng da tốt này, a à, mỹ phẩm trắng da từ thiên nhiên, a à, mỹ phẩm à, trắng da nhập khẩu tại à, mỹ chẳng hạn đấy. là chúng ta biết ra hàng loạt, hàng loạt tên như vậy và chạy cái nội dung đấy phủ hầu hết người Việt Nam và hầu hết những sản phẩm bán được nhiều đơn như vậy, chúng ta không cần phải target sâu trong quảng cáo. tức là chúng ta có thể target theo cái vùng miền sống và cái độ tuổi thôi. còn lại cái sở thích của người dùng hành vi người dùng, người dùng người ta hầu hết chúng ta bỏ qua toàn bộ luôn để đánh phủ cái chiến lược số 2 đó chính là tiêu đề giật tít gây sốc, hoảng hốt và gây hoang mang về giá dịch vụ. Hoảng hốt và gây hoang mang về giá dịch vụ, giá 99k này, giá 49k, giá 149k trong khi nhận được sản phẩm có giá trị rất là cao hay là tính năng rất là cao phải không ạ? Đó chính là cái chiến lược số 2. Chiến lược số 3. Tặng quà thêm trong sản phẩm, thậm chí giá trị của quà tặng cao hơn người dùng người ta cảm nhận là cao hơn so với giá sản phẩm mua à chúng ta có thể sử dụng một cái biện pháp đảo nghịch như này mục đích của bạn bán điện thoại chứ không phải bán sim nhưng ở đây chúng ta đưa ra một tiêu đề là bán mua sim tặng điện thoại phải không ạ sim này có giá trị là 500 trăm tặng thêm một chiếc điện thoại nữa thì đây con tên đảo nghịch sẽ tạo ra được rất nhiều đơn hành vi của người dùng người ta đọc là mua điện thoại tặng sim khác hoàn toàn với việc là mua sim tặng điện thoại các bạn ạ đó chúng ta áp dụng tiêu đề như thế cái cuối cùng chiến lược của chúng tôi đưa ra là bán gộp số lượng và lấy giá thấp có nghĩa là bạn chỉ lấy lãi vài chục nghìn một sản phẩm thôi nhưng mà số lượng bạn bán ra hàng nghìn hàng nghìn đơn hàng nghìn đơn một ngày thì lấy cái chiến lược uh, lấy giá và lấy cái số lượng tiền quảng cáo phủ để phủ hết tất cả mọi người dùng ngoài kia có nhu cầu mua hàng phải không ạ thì đó chính là bốn cái chiến lược chúng ta sẽ tạo ra để bán được số lượng đơn rất là lớn đó chính là chúng ta cần áp dụng vào nội dung trong tiêu đề cũng như chiến lược bán hàng chiến lược đẩy hàng hóa giá cao ở đây chúng ta sẽ học được cái cách để bán được những mặt hàng có giá trị cao hơn chúng ta được biết rằng là hành vi người dùng tới với một uh, mỗi sản phẩm khác nhau ở đó có giá này thì giá ấy ví dụ dưới nó trong nghìn ấy thì hành vi người dùng người ta sẽ nhanh chóng rút tiền hơn nhưng mà giá trên trong nghìn ấy thì mọi người luôn luôn đắn đo cũng như là sẽ tìm kiếm lại hoặc là sẽ đọc lại những review khách hàng phải không ạ? Và tất nhiên cái sự chuyên nghiệp của chúng ta khi bán sản phẩm giá cao này sẽ hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm ở những chiến lược trước kia là bán sản phẩm số lượng lớn và uh, nhiều đơn và giá thấp đầu tiên ý, ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích cái hành vi và tâm lý khách hàng trong khi mua sản phẩm giá cao của chúng ta như thế nào thứ nhất là khách hàng không muốn comment số điện thoại bởi vì những người mua sản phẩm giá cao như này họ thường xuyên là họ sẽ alo trực tiếp thôi và họ không bao giờ muốn comment số điện thoại họ không muốn lộ ra thông tin cá nhân của họ trước là trên fanpage của bạn cái thứ hai là không muốn lộ thông tin cá nhân họ hầu hết không muốn lộ bất kỳ một thông tin cá nhân nào dành cho bạn nhất là những sản phẩm có giá vài triệu đồng mà bán trên Facebook. Thứ ba, mong muốn sự chuyên nghiệp và bảo mật. Chuyên nghiệp và bảo mật, tức là chuyên nghiệp từ A đến Z. À, tên fanpage của bạn này, logo này, thông tin, địa chỉ, mọi thứ. Cái thứ tư là gọi ngay vào hotline của cửa hàng hoặc shop để mua luôn. Đa phần những người có tiền, họ đều đã quyết định mua thì họ gọi điện luôn chứ họ không muốn comment và chờ đợi. Phải không ạ? Bởi vì họ có tiền mà. Vậy thì chiến lược của chúng ta để phục vụ cái đối tượng khách hàng mua những sản phẩm giá cao như thế này thì chúng ta sẽ có 5 chiến lược khác nhau. Thứ nhất là xây dựng website bán hàng đầy đủ thông tin, bao gồm có địa chỉ, phương thức đặt hàng và giao hàng. Đây cũng là một cái cách để chúng ta tạo ra sự chuyên nghiệp và khách hàng nhận biết được cái thông tin đầy đủ hơn bởi vì Facebook chúng ta đưa lên ấy thì không thể nào đầy đủ hết thông tin khách hàng, thông tin được sản phẩm được. Còn nếu chúng ta dựng website, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra được hàng loạt hình ảnh của sản phẩm này video giới thiệu sản phẩm video review khách hàng hoặc là thông tin chi tiết kỹ thuật thông số của sản phẩm của chúng ta thông qua website cái số 2 chiến lược số 2 là chạy quảng cáo cắm điểm khu vực dân giàu và có nhu cầu mua cao ví dụ các bạn có một cái bản đồ Hà Nội này chúng ta biết được các khu nào có chứa có sinh sống bởi những cái người có trí thức cao và có nhiều tiền thì chúng ta có thể cắm điểm tại trực tiếp những nơi đó để bán hàng cái số 3 là mua database của người có tiền và chạy chính xác tệp hoặc lookalike mở rộng nó ra. Mua database có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái tẹp khách hàng có thể là nhờ một bên nào đó có một tệp chúng ta có thể sử dụng tệp đó để chạy quảng cáo chẳng hạn. Thì ở đây các bạn có thể nhờ người thân có một tệp mà khách hàng trước đó họ đã sử dụng rồi. Ví dụ chúng ta trao đổi chéo tệp với nhau để chạy quảng cáo chẳng hạn. Hoặc là bán thêm. Bán bất động sản thì chúng ta có thể bán thêm được là uh, nội thất này, rồi đèn treo tường rồi là hoa ban công vân vân nếu mà chúng ta đang bán sản phẩm cho chung cư số 4 là khách có tiền thường sở thích liên quan tới hãng thời trang và xe hơi lớn trên thế giới chúng ta cần target mục tiêu sở thích là liên quan đến hãng à, thời trang xe hơi rồi những hãng nổi tiếng bởi vì những người này thường có xu hướng là sẽ like những phần biết như vậy cuối cùng là target hành vi theo dòng điện thoại giá trị cao ở đây hành vi theo dòng điện thoại giá trị cao thì một người có thể sử dụng được từ um, hai thiết bị trở lên. Ví dụ một người đang sử dụng chiếc iPhone 6S Plus và đồng thời sử dụng cả iPad nữa thì chúng ta sẽ target theo đối tượng đối tượng như này để bán hàng. Bởi vì những người sử dụng hai thiết bị có giá trị cao như vậy, hầu hết là những người có tiền rồi. Để bán hàng cho họ, phải không ạ? Thế trên đây là sáu cái chiến lược, năm cái chiến lược để chúng ta sẽ uh, tiếp cận cái đối tượng khách hàng mục tiêu uh, bán mặt hàng giá trị cao hơn để bán được nhiều tiền cho họ vì mục tiêu chúng ta ở đây là bao nhiêu tiền về túi chứ không phải là bao nhiêu đơn. Chúng ta bán được ít đơn nhưng giá trị tiền nhận lại được nhiều hơn thì càng tốt. chiến lược bán hàng lâu bền và trường tồn. Ở đây chúng ta sẽ hướng tới việc là bán những mặt hàng có tính nhu cầu sử dụng cao và hết nhanh. Và trong đó thì chúng ta có thể bán được ngày này qua tháng khác, quanh năm suốt tháng để tạo ra một cái nguồn thu nhập đều đặn dành cho bạn. Ở những chiến lược trước chúng ta đã học được những mặt hàng bán được trong thời gian nhất định, một khoảng thời gian hoặc một xu hướng nhất định. Nhưng ở đây chúng ta sẽ được biết cái cách để bán những mặt hàng trường tồn thời gian và quanh năm suốt tháng, bạn có thể bán được nhiều hơn. Vậy thì ở đây ý, cái đặc điểm của hàng lâu bền trường tồn chúng ta sẽ có bốn đặc điểm. Thứ nhất là khách dùng lại nhiều lần có tính sử dụng hết dần. Ví dụ như là sản phẩm kem đánh răng này, mỹ phẩm thì chúng ta luôn luôn sử dụng thì dần dần nó sẽ hết, sẽ mua lại tiếp theo phải không ạ? Cái số 2, đặc điểm số 2 chính là có tính quay vòng theo thời gian hoặc mùa. Tức là hết mùa này rồi, năm sau quay trở lại mùa đó thì lại sử dụng bán được tiếp đúng không ạ mùa hè của nó thể thao này thì mùa sau quay trở lại bán được tiếp tục quần áo thể thao và không hề lỗi mốt luôn đúng không ạ cái điểm số chất là dùng thường xuyên hàng ngày tất cả mọi người đều dùng được cái số 4 là khách hàng thường trung thành với một thương hiệu nếu dùng tốt thật sự và có kết quả do vậy cái việc mà các bạn Tập trung vào việc xây dựng thương hiệu trên Facebook, chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn cho những khách hàng cũ. Cụ thể hàng lâu bền trường tồn, chúng ta sẽ tập trung đẩy mạnh bán cho những khách hàng cũ và những khách hàng uh, mong muốn sử dụng những sản phẩm có tính chất hết thường xuyên. Vậy thì chiến lược để bán được mặt hàng bền và trường tồn này như thế nào? Chúng ta sẽ có 6 chiến lược. Chiến lược thứ nhất là fanpage chia sẻ thông tin theo quy tắc 41, liên tục tạo hiệu ứng lan truyền và uy tín. Tại sao ở đây lại là 41 Là bốn thông tin chia sẻ một nội dung bán hàng Ở những phần trước chúng ta đã được học là cách để viết ra nội dung đúng không ạ Trong đó có hướng dẫn thủ thuật và cái cách để giáo dục đào tạo khách hàng đấy Thì đó chúng ta đưa ra bốn dạng nội dung như vậy Sau đó chúng ta mới đăng lên một bài bán hàng bốn bài này nhằm mục đích là tương tác nhiều hơn tới fanpage của chúng ta một bài bán hàng từ đó dồn hết những cái tương tác của người dùng về một bài viết đó để bán được nhiều hàng. Chiến lược số 2 là sử dụng telesale và SMS marketing cho khách hàng cũ. À, khách hàng đã sử dụng một lần rồi. Sau một chu kỳ nhất định khoảng một tháng thì sản phẩm đó sẽ hết. Thì chúng ta sẽ sử dụng telesale gọi điện lại cho khách hàng để bán tiếp cho họ sau khi sử dụng được một thời gian rồi. Chiến lược số 3. Chạy quảng cáo cho tập khách hàng đã like fanpage thường xuyên về các chương trình. Đã like fanpage thì hầu hết khoảng một vài chục phần trăm họ đã có hành vi mua hàng của chúng ta chúng ta thường xuyên chạy quảng cáo target tại đúng cái tẹp đã like rồi là những fan hâm mộ trung thành để bán thêm nhiều sản phẩm cho họ nữa cái số 4 là mở rộng tập khách hàng thường xuyên thông qua Lookalike. like chúng ta đã chạy quảng cáo mở rộng tập đó, đó chính là Lookalike. like số 5 là mini game chạy hai tuần một lần kéo khách mini game này sẽ tạo ra sự tương tác mạnh mẽ nhất bởi vì ở đó có phần thưởng hầu hết mọi người đều mong muốn có phần thưởng đúng không ạ, do vậy mini game uh, sẽ tạo ra tương tác và chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn cụ thể là hàng bền cái số 6 cái cuối cùng là tập trung vào thương hiệu và ghi nhớ tên thương hiệu bán hàng thông qua content và event bất cả một nội dung bạn đưa lên đều phải đóng cái logo và trong đó logo về thương hiệu sản phẩm, logo về cửa hàng, shop, spa và trong cái phần hình ảnh chúng ta đưa lên trên quảng cáo. Chúng ta đưa ra chương trình event sự kiện kéo khách vào cửa hàng này, rồi là uh, sự kiện tặng quà vân v, v. Đấy, Cách để bán được nhiều hàng bền và trường tồn hơn. Thì ở đây sau cách này thì uh, hầu hết là cái cách để chúng ta sẽ bán được cho nhiều lần cho những khách hàng cũ và chúng ta tiếp cận thêm những khách hàng mới có nhu cầu sử dụng những sản phẩm của chúng ta mang tính chất là hết thường xuyên. Ok vậy thì hãy áp dụng 6 chiến lược này Chúng ta hãy test từng chiến lược một Từng chiến lược một sao cho Tìm ra được cái chiến lược nào phù hợp với sản phẩm và dịch vụ chúng ta nhất Để bán được hàng trường tồn nhanh chóng nhất Và bán được nhiều đơn nhất Đem lại lợi uh, lợi nhuận của bạn lớn nhất